Cảm ơn Chúa vì chúng con có cơ hội để tiếp tục đến với lời của Ngài trong bài 24 quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Chúng con xin Thánh Linh của Ngài đến soi sáng, giúp đỡ, bảo vệ chúng con, ban ơn cho chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta quay trở lại bài 24 quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy Tà Linh đang hoạt động rất là mạnh. Chúng ta thấy rằng đầu tiên Đức Chúa Trời là đấng tể trị. Và chúng ta thấy Phục Truyền đoạn 18, Phục Truyền đoạn 18 câu 10 đến câu 12 cấm tất cả mọi việc liên quan đến tà thuật. Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang ngửa, chớ nên có thầy bói hoặc kể hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng yếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật sĩ hay là kẻ đi cầu vong, vì Đức Chúa, vì Đức Giê-hô-va nấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, vì và vì các ngươi gớm ghiếc ấy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt các ngươi. Khi dân sự của Chúa vào miền đất hứa Canaan, và trước khi vào thì Ngài có một cái luật được Ngài cấm tất cả những gì liên quan đến tà thuật. Ở đây trong Phục Truyền đoạn 18 câu 10 tới câu 12 chúng ta thấy có vài điều. Thứ nhất đó, là cấm cái chuyện đưa con trai con gái qua lửa, bởi vì người Moloch họ có dâng con mình qua lửa cho tà thần, và ở đây là một điều cấm kỵ. Rồi thứ hai là cấm có thầy bói, cấm kẻ xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp hay kẻ dùng yếm chú, người đi hỏi đồng cốt, thuật số hay là kẻ đi cầu vong. Đây là tất cả những người thờ tà linh, tất cả những quyền lực của sự tối tăm. Và Giê-hô-va Đức Chúa Trời là đấng kỵ tà và Ngài gớm ghiếc tất cả những cái việc này. Nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời đuổi các dân tộc đó ra khỏi trước mặt các người. Và ở đây thì Chúa cấp và bảo vệ mọi người làm việc của Ngài. Và Đức Chúa Trời tể trị trên ma quỷ và các công cụ của nó. Rồi Chúa làm thất bại mọi âm mưu của ma quỷ khi muốn những người muốn giết Chúa Giê-xu. À, ở đây chúng ta thấy được một điều ấy là Đức Chúa Trời cai trị trên toàn cõi vũ trụ, và Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng kiểm soát trên mọi hành động, mọi hoạt động của tà linh, mọi hoạt động của ma quỷ, và Chúa bảo vệ những người làm công việc của Ngài. À, thì chúng ta thấy rằng quyền tể trị của Đức Chúa Trời thì Ngài kiểm soát qua không gian và thời gian bằng việc tiên tri xác định. Ngài dùng các tiên tri để tiên tri chính xác và ứng nghiệm sự ứng nghiệm của các nhà tiên tri của Ngài. Và chúng ta thấy cái thứ tư ở đây là quyền tể trị của Chúa trên các quốc gia. Và chúng ta thấy qua cái việc kiểm tra dân số của hoàng đế Caesar Augusta, mặc dù Caesar Augusta là người mà ông không có biết được cái chương trình là
Chúa Giêsu sẽ sinh ra ở Bethlehem, nhưng mà ông ra một cái sắc lệnh kiểm tra dân số trên toàn lãnh thổ của người La Mã, toàn thế giới, thì chúng ta thấy chứng tỏ rằng đây là quyền thể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Một cái nữa thứ năm là qua thiên nhiên, và chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu giáng sinh thì Ngài đã dùng ngôi sao để đưa các nhà thông thái đến với hài nhi Giêsu. Và ở đây quyền thể trị của Chúa thì chúng ta thấy rằng Ngài cai trị trên quốc gia, trên thiên nhiên, trên tà linh ma quỷ. Bây giờ chúng ta xem lại. Thứ nhất là Đức Chúa Trời là đấng thể trị trên toàn cõi vũ trụ, và Ngài cầm quyền. Ngài là Đức Chúa Trời ghét tất cả những việc chống nghịch lại, những cái việc liên quan đến tà thuật. Bởi vì trong phục truyền đoạn 20 có nói rằng ta sẽ nhân tội của phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, kẻ nào ghét ta và không giữ các điều răn của ta và không giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, đó là giới răn mệnh lệnh của Chúa được chép ở trong Kinh Thánh, không được thờ lại, không được làm tượng trạng. Và vì lý do đó cho nên xứ Canaan bị diệt, bởi vì họ có những người dâng con cái mình cho tà thần, họ có thầy bói, họ có người xem sao, họ có phù thủy, thầy pháp, kẻ làm yếm chú, họ đồng cốt, kẻ thuật sĩ hay là đi cầu vong, và tất cả những cái điều này thì làm gớm ghiếc cho Đức Chúa Trời. Và thứ hai thì Đức Chúa Trời cung cấp cái sự bảo vệ cho cái người làm việc. Thí dụ như chúng ta thấy là Job được Đức Chúa Trời bảo vệ, và ông Joseph và Mary là những người cung cấp, được nhà thông thái cung cấp tài chính để mà đi Ai Cập và chính Chúa bảo vệ. Và Chúa tể trị trên ma quỷ và các công cụ của nó. Ma quỷ, cái công cụ của nó là vua Herod đại đế và muốn giết Chúa Giêsu, nhưng mà Đức Chúa Trời có quyền trên ma quỷ và làm bại cái công việc của Herod đại đế. Và Chúa đã làm thất bại âm mưu của ma quỷ khi mà muốn giết Chúa Giêsu. Chúa bảo vệ những người làm cái công việc của Ngài, và Chúa có quyền tể trị qua không gian thời gian bằng cái việc xác định cái những cái, Chúa có những cái tiên tri của Ngài trong thời kỳ ước và nói chính xác về việc ứng nghiệm của các nhà tiên với cái lời tiên tri đó. Ví dụ như cái sao, cái ngôi sao và tiên tri Balaam đã nói trước về điều đó, có một ngôi sao dẫn các thầy thông thái đi từ Babylon sang thăm Chúa Giêsu. Thứ hai, chúng ta thấy rằng cái lời tiên tri của nhà Miche là 5:1 tiên tri chính xác Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem, và cái lời tiên tri của Daniel tiên tri chính xác là cái năm mà Chúa Giêsu, cái năm mà Đức Chúa Trời rồi Chúa Giêsu sẽ ra đời. Rồi Chúa tể trị trên các quốc gia, chúng ta thấy rằng qua cái việc mà ra lệnh cho hoàng đế Caesar Augusta ra chiếu chỉ để kiểm tra dân số, thì chúng ta thấy đây là Chúa có quyền trên quốc gia, Chúa có quyền trên thiên nhiên. Và khi Chúa Giêsu giáng sinh thì Ngài đã dùng ngôi sao để đưa các nhà thông thái đến với hài nhi Giêsu. Thì đấy là cái quyền tể trị của Chúa chúng ta học được trong bài này, và có rất là nhiều cái quyền tể trị của Chúa khác, nhưng mà đây là những điều chúng ta cần nắm, chúng ta cầu nguyện. Thưa chúng con cảm ơn Ngài, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của sự tế trị trên toàn cõi vũ trụ, trên mọi vật, trên mọi người, trên thiên nhiên, trên tà linh ma quỷ, trên các quốc gia. Xin Ngài chúc phước ban ơn cho chúng con, và Ngài, chúng con nói với Chúa rằng Ngài có toàn quyền trên đời sống của chúng con, Ngài tế trị trên cuộc đời chức vụ của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa thật là nhiều. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin chào anh chị em và các bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau trong bài 20 năm.